Bạn hỏi rằng là thai 17 tuần bố mẹ đều thiếu máu thì thai ảnh hưởng như thế nào? Nếu như mà bạn có thiếu máu gọi là thalassemia hay gọi là thiếu máu mãn đó, thì như vậy thì bạn nên khảo sát là bạn có bệnh thalassemia không, ông xã có thalassemia không, và kết hợp lại là có thể giữ coi bé có thiếu máu hay không. Bởi vì là khi mà bố lẫn mẹ đều có thalassemia thì nó sẽ làm cho bé có thể bị phù, và như vậy thì bé sẽ không phát triển được, có thể là tử vong cho bé. Do đó là bạn nên khám và để xác định coi là thalassemia có xảy ra cho con hay không nha bạn ha.